Zane Grey. Zane Grey đã chiến đấu với cơ hàn và thất vọng để chiếm được một địa vị trong hàng những tiểu thuyết gia nhiều độc giả nhất đương thời. Và ông chiến đấu như vậy khi ông sống trong một ngôi làng nhỏ. Các nhà báo ngày nay trả ông 1,5 vạn Anh Kim để ông viết cho một chuyện, mà hồi đầu thì mỗi cuốn của ông bán không được 3 đồng. Các nhà xuất bản nói rằng luôn 3 năm nay, mỗi năm trung bình bán được trên 1 triệu cuốn của Zane Grey. Nhưng hồi mới viết, ông thất bại, phải sống trong cảnh đói rét. Thân phụ ông chỉ muốn ông học nghề nha y, mà ông thì cho làm nha y chẳng hơn gì làm thợ mỏ. Nhưng lệnh cha ông đâu dám cãi, cho nên ông phải học nghề nhổ răng và mở một phòng nhổ răng cho thiên hạ trong nhiều năm. Trong khi tay ông nhổ răng cấm răng nanh, thì óc ông chỉ nghĩ đến công việc khác, đến việc viết truyện. 5 tháng trôi qua, ông càng thấy không chịu nổi bi kịch hàng ngày của ông. Ông kinh tởm nghề của ông mà cứ sáng sáng phải đánh xe tới phòng nhổ răng như một tên nô lệ bị người ta quất, bắt phải chèo thuyền tới ngục tối vậy. Sau khi quyết định làm một nhà văn, ông bỏ nghề nha y, dọn về một làng nhỏ để có thể sống kiệm tiện, vừa săn bắn, câu cá kiếm ăn, vừa tập viết. Ông khó nhọc hàng tháng, có khi chọn 1 năm để viết một chuyện, sửa đi sửa lại, đổi tình tiết, đổi nhân vật. Viết xong, ông đọc lớn tiếng từ đầu tới cuối, giọng hăng hái. Ông thấy hay lắm, tin chắc rằng mình sắp thành một văn hào. Khốn nỗi ngoài ông ra, chẳng ai tin như vậy cả. Trong khắp xứ, không một nhà xuất bản nào chịu mua chuyện của ông. Ông đem hết tâm trí và thì giờ để viết luôn trong 5 năm đằng đẵng, và trong 5 năm ấy, ông không kiếm được lấy một xu. Chơi giã cầu trong một đội nhà nghề thì thỉnh thoảng lại kiếm được ít nhiều, còn viết tiểu thuyết thì tuyệt nhiên không. Một hôm, ông đương tìm cách bán một tiểu thuyết thì gặp đại tá Buffalo. Đại tá muốn kiếm một người biết viết lách đi theo qua miền Tây để chép du ký. Zane Grey vồ ngay lấy cơ hội, nghĩ sắp được sống một cuộc đời phiêu lưu mà mê mẩn cả tâm thần. Sống 6 tháng với bọn cao bồi, bọn chăn bò. Cao bồi ở đây không có nghĩa xấu, và các bầy ngựa rừng ở miền Tây. Ông trở về nhà viết tiểu thuyết nhan đề The Last of the Plain Man. Lần này ông chắc chắn có người mua, bèn gửi bản thảo cho nhà xuất bản ở Harper, và đợi 2 tuần không thấy tin tức gì. Ông nóng lòng quá, chạy lại hỏi nhà đó. Người ta trả ông bản thảo nói: "Chúng tôi ân hận lắm, nhưng đọc hết cuốn mà không thấy chút gì chứng tỏ rằng ông có thể viết tiểu thuyết được." Lòng ông tan nát, ông choáng váng. Cuốn đó là cuốn thứ 5 bị từ chối. Có ai cầm gậy đập mạnh vào đầu ông cũng không làm ông điếng người bằng. Loạng choạng xuống thang gác, ông phải bíu chặt một cột đèn cho khỏi té, và bản thảo kẹp ở nách. Ông dựa cột, nước mắt chảy ròng ròng. Ông về nhà đau đớn thất vọng. Ông đã sống nhờ bà vợ có chút của riêng, nhưng sau 5 năm hết nhẵn tiền rồi mà nhà lại thêm một đứa con thơ nữa. Hai vợ chồng chán nản quá. Nhưng bà vợ cũng ráng khuyến khích ông thử viết thêm một chuyện nữa. Lúc đó vào cuối đông, lò sưởi nhỏ quá không đủ ấm, tay ông cóng lại, cứ viết được 5 phút lại phải mở lò, đưa 2 bàn tay lại gần ngọn lửa để sưởi. Suốt mùa đông đó, và cho tới mùa hè năm sau, ông cặm cụi viết tiểu thuyết đó. Và khi viết xong, ông lại mang đến nhà xuất bản Harper. Cuồng loạn vì thất vọng, ông yêu cầu ông giám đốc nhà đó đem về nhà và đích thân đọc dùm cho ông. 2 ngày sau, Zane Grey trở lại. Ông giám đốc cười nói: "Nhà tôi thức gần trọn đêm hôm qua để đọc tiểu thuyết ông khen là hay, vậy chúng tôi xuất bản cho ông." Nhan đề chuyện đó là Di sản của sa mạc. Sách ra, được hoan nghênh nhiệt liệt. Vậy sau mấy năm nghèo khổ và thất bại, Zane Grey đã thành một nhà văn kiếm được nhiều tiền nhất và một tiểu thuyết gia được nhiều người đọc nhất đương thời. Vì từ hồi đó, ông đã xuất bản khoảng 60 truyện và độc giả đã mua của ông trên 15 triệu cuốn. Các bạn vừa nghe câu chuyện về Zane Grey trong cuốn 40 gương thành công tại trang www.gươngdanhnhan.vn.